chào quý vị. Rất là vui được gặp lại quý vị trong đoạn giới thiệu cảnh quan tiếp theo. Thật sự là ngày hôm nay là bản thân Phúc cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì là thật sự đối với đường tour Đông Âu thì có một trong những cái điểm thú vị đó chính là cái cảnh quan thiên nhiên. Thì hiện tại Phúc đang ở tại một cái tòa tháp của khu vực thành phố Czechy Krumlov, một thành phố nằm gần biên giới phía nam giữa Cộng hòa Séc và Cộng hòa Áo. Và điểm đặc biệt thành phố này đó là gì ạ? Hiện tại Phúc đang đứng ở tại tòa lâu đài cổ thứ hai ở tại Séc, đó là tòa lâu đài Czechy Krumlov Castle. Có thể nói là rất nhiều đường tour du khách đến với Praha, rất nhiều đường tour du khách đến với Hallstatt. Nhưng mà khi chúng ta đến với thành phố Czechy Krumlov thì chúng ta sẽ đến với những gì bình yên. Quý vị chúng ta có thể quan sát thấy ở đây người ta nói gì ạ? Krumlov có nghĩa là đồng cỏ quanh co. Và chúng ta quan sát phía dưới chúng ta có thể nhìn thấy được dòng sông Vltava đang uốn lượn đổ vào bên trong lãnh thổ Cộng hòa Séc. Và một trong những điểm đến đầu tiên đó chính là thành phố Czechy Krumlov này. Nếu mà sau này quý vị chúng ta đến với thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, chúng ta sẽ nhìn thấy dòng sông Vltava. Dòng sông này có độ dài khoảng tầm 430 km, chảy trong lãnh thổ của Cộng hòa Séc. Nhưng mà khi đến với khu vực đồng Praha thì dòng sông này khoảng tầm là 31 km thôi, và có tất cả khoảng tầm 18 cái cầu vét qua, trong đó cái cầu Trạch là một trong những cầu nổi tiếng nhất. Và có thể nói là thật sự khi mà Phúc đến với thành phố Czechy Krumlov này, điểm thú vị nhất đó chính là những công trình kiến trúc. Bởi vì hiện tại ở đây có khoảng tầm 300 công trình kiến trúc có từ thời kỳ Trung cổ. Cái việc là lâu đài mà Phúc đang đứng ở tại đây thì độ tuổi của nó lên đến khoảng tầm là xây dựng vào thế kỷ thứ 13. Và đến nay thì có thể nói là đây là một trong những công trình cổ nhất ở tại đây. Và rất là vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng toàn thể quý du khách. Và điều quan trọng nhất là khi chúng ta được trải nghiệm những cung đường và những thành phố thật là đẹp như ngày hôm nay. Và nếu quý vị chúng ta có dịp, có cơ hội được đến với Czechy Krumlov thì chúng ta sẽ thật sự cảm nhận được những công trình kiến trúc ở đây sẽ mang đến cho mọi người chúng ta một cảm giác yên bình của một thành phố nằm ở tại khu vực Đông Âu bên cạnh dòng sông hiền hòa Vltava. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.